tiếp tục vào việc anh chị ơi. Khu vực lệch tầng của nhà mình đây nha. Căn này phá cách hơn so với những căn nhà khác. Thiết kế lệch tầng quý chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay mang tới cho anh chị tham khảo nha. Nhà ngang 5m, dài 16m, căn này 80m2. Anh chị nào đang có một cái thửa đất như thế này có thể tham khảo mẫu nhà này. Giảm thêm 200 anh chị nha. 4,7 tỏi, nói chuyện thoải mái luôn anh chị ơi. Miễn là anh chị thấy phù hợp ha, mình có thể ngồi lại mình nói chuyện chính chủ quý chị nha. Em Hải chỉ review những bất động sản sổ hồng riêng quý chị nha. Review miễn phí, review không đồng. Trong đây toàn nhà lầu thôi quý anh chị ơi. Đây này, toàn hai lầu một trệt, đường này thông bần cờ, khu dân cư mà anh chị. Căn nhà này thiết kế tân cổ điển, cực kỳ đẹp luôn. Phá cách quý chị. Hai lớp cửa bên ngoài nha. Điểm nhấn lệch tầng. Quý chị thấy không? Nhà thì nhiều quý chị ạ, nhưng mà những cái mẫu nhà lệch tầng như này là cực kỳ ít quý chị nha. Mà đây là trung tâm thành phố Thuận An, chỗ đây là phường An Phú luôn anh chị nha. Nếu mà di chuyển khu công nghiệp V-Ship 1 vòng xoay An Phú ạ, cực kỳ thuận tiện quý chị ha. Ở phía trên là có cái đèn chùm này quý chị này. À, xung quanh dát vàng hết quý chị nha. Đó. Ở dưới đây mình có thể làm phòng khách hoặc có thể để làm gara ô tô, còn phòng khách ở phía trên này quý chị nha. Đấy, rất là đẹp quý chị. Căn này là 80m2 thổ cư hết quý chị nha. Ngang 5m, dài 16m, hướng chính nam, sổ hồng riêng. À, bếp ăn nhà mình đây. Nhà mình là có hẳn phòng ngủ dưới luôn anh chị nha. Khu vực bếp đây nha. Còn phòng ngủ dưới phía bên đây này. Tổng sẽ có 4 cái phòng ngủ, có một cái phòng ngủ dưới và nhà mình có nội thất cơ bản anh chị này. Đó, có nội thất cơ bản, có nội thất cơ bản anh chị nha. Ở sau cuối đây là nhà vệ sinh, giếng trời và nhà vệ sinh quý chị này. Bây giờ mình di chuyển lên tầng lầu để cùng xem thêm những cái phòng ngủ và phòng khách ở phía trên quý chị. Mời anh chị. Chỗ này là cái khu vực lệch tầng của nhà mình nè quý chị ha. À, lửng á, lửng lệch tầng á. Đây quý chị thấy không? Cái đèn chùm đẹp ha. À, nhìn cận cảnh này quý chị ha. Rất là ok. Đúng là tân cổ điển quý chị ha. Phòng khách cho mình đây. Tặng cho anh chị mình bộ bàn ghế này. À, nội thất ở trong căn nhà này như nào là như vậy quý chị nha. Chỗ đây sẽ là phòng khách của nhà mình quý chị nha. Rộng, nguyên cái khu này chỉ là phục vụ phòng khách thôi. Rộng rãi quý chị ha. Rồi, bây giờ mới là lên lầu chính thức quý chị này. Lên lầu 1 anh chị ơi. Lầu 1. Hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh khép kín luôn. Khu vực lầu 1 anh chị nha. Đây. Nhà vệ sinh mình đây. Đó, rất là đẹp ha. Tủ đầu áo anh chị nha. Đó, nhà là có nội thất cơ bản. Đây, có giường, có tủ đầu giường, có bàn trang điểm. Về sắm thêm chăn ga gối nệm anh chị nha. Phòng ngủ này tương đối rộng. Rồi, mình ra mình xem phòng ngủ ở phía trước. Có nhà vệ sinh luôn. Xem nhà vệ sinh trước anh chị. À, phòng ngủ này để trống anh chị nha, không có nội thất nha, có cửa ra ban công nha, nhà phòng ngủ này thoáng nha. Đây cái nhà vệ sinh mình vừa xem đây này. Rồi lên lầu 2 anh chị ơi, mời anh chị. Tổng là 4 cái phòng ngủ anh chị ạ, thì trên lầu 2 này sẽ có một cái này nữa quý anh chị nha. Đây phòng ngủ số 4 của nhà mình đây này. À, phía sau này là giặt phơi đồ quý anh chị nha, sân sau nguyên cái chỗ này tha hồ giặt phơi đồ luôn anh chị nha. Có khu vực nhà vệ sinh đây, ở khu vực lầu 2 đây. Đó, một căn nhà đẹp như thế này phải có phòng thờ chứ anh chị. Đây, phòng thờ cũng to. À, căn này lúc trước là 4,9 tỏi, bây giờ giảm thêm 200 là còn 4,7 tỏi thôi, nhưng mà còn nói chuyện thoải mái anh chị ạ. Anh chị nào mà thấy phù hợp á, mình ngồi lại mình nói chuyện thêm. Nhà tại thành phố Thuận An, phường An Phú. Rồi em xin cảm ơn.